Đây là phần quan trọng nhất của bài sử dụng thuốc trong điều trị đái tháo đường, do đó cái phần này cô sẽ nói hơi chậm hơn một xíu. Thứ nhất đó là về hướng dẫn điều trị đái tháo đường type 1, thì bệnh nhân khi mà mắc đái tháo đường type 1 thì hoàn toàn không còn insulin nữa, do đó bệnh nhân sẽ được chích insulin giống như cái nhịp bài tiết sinh lý của cơ thể. Đó là bệnh nhân sẽ được tiêm 3 đến 4 mũi insulin nền và insulin trước bữa ăn hoặc là truyền insulin liên tục dưới da. Thì mình có thể dùng insulin nền, insulin tác dụng kéo dài một lần một ngày thôi. Còn trước mỗi bữa ăn thì mình sẽ cho insulin nhanh hoặc là insulin ngắn trước mỗi bữa ăn, thì mình có 3 bữa ăn sáng, trưa, chiều chẳng hạn. Hoặc là mình dùng cái bơm insulin cũng được ha. Thứ hai là nên sử dụng insulin analog tác dụng nhanh cho hầu hết các bệnh nhân, tại vì cái insulin analog khả năng hạ đường huyết quá mức nó sẽ ít hơn so với insulin human là insulin regular. Thì việc xác định liều insulin sẽ dựa vào lượng carbohydrate bệnh nhân tiêu thụ, bệnh nhân tiêu thụ bao nhiêu phần trăm, tiêu thụ những loại thực phẩm gì, hấp thu chỉ số đường huyết cao hay thấp. Thứ hai đó là về phụ thuộc vào đường huyết trước khi ăn của bệnh nhân là bao nhiêu và bệnh nhân hoạt động thể lực như thế nào để điều chỉnh sao cho phù hợp. Tiếp theo là cô sẽ hướng dẫn về điều trị đái tháo đường type 2. Thì trong tất cả các phác đồ thì metformin sẽ là lựa chọn đầu tay trong điều trị đái tháo đường type 2. Đương nhiên rằng mình phải thay đổi lối sống, gồm có chế độ ăn, thay đổi về tập luyện thể lực cũng như là về kiểm soát cân nặng. Thứ hai là người ta cũng khuyến cáo rằng phối hợp hai thuốc ngay từ đầu ở trên một số bệnh nhân khi mà mới bắt đầu sử dụng thuốc luôn, để hạn chế cái nguy cơ thất bại và đạt được mục tiêu điều trị nhanh và tốt hơn. Thứ ba là nếu như mà sau khi khởi trị với metformin rồi, nếu như bệnh nhân vẫn dung nạp và bệnh nhân không có chống chỉ định với metformin thì nên được duy trì sử dụng metformin trên bệnh nhân. Nguyên tắc tiếp theo là nếu như bệnh nhân mắc động mạch hay là bệnh tim mạch do xơ vữa đó, hoặc là bệnh nhân có nguy cơ cao tim mạch trên xơ vữa, thì bệnh nhân sẽ được lựa chọn ưu tiên là thuốc đồng vận GLP-1 cùng với các lợi ích rõ ràng trên tim mạch, hoặc là bệnh nhân sử dụng thuốc ức chế đồng vận chuyển natri gluco. Đây là hai nhóm thuốc mà có lợi ích trên tim mạch mà mình nói ngay từ đầu. Đối với bệnh nhân mà bị suy tim hoặc là bệnh thận mạng thì thuốc ức chế SGLT2 thì giảm nguy cơ nhập viện do suy tim hoặc là tiến triển bệnh thận mạng. Nếu như thuốc ức chế SGLT2 không dung nạp hoặc là chống chỉ định thì mình có thể dùng cái đồng vận GLP-1. Với các bệnh nhân mà không có bệnh lý tim mạch do xơ vữa và không có yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch do xơ vữa, thì sau khi khởi trị với metformin mà không có đạt đường huyết mục tiêu thì mình sẽ cân nhắc phối hợp thêm thuốc thứ hai. Và thuốc thứ hai mình lựa chọn như thế nào thì sẽ tùy thuộc vào nhiều vấn đề. Thứ nhất, nếu như chi phí là vấn đề quan trọng, có nghĩa là bệnh nhân không đủ điều kiện kinh tế để mua những cái thuốc khác, thì sẽ ưu tiên lựa chọn là sulfonylurea vì thuốc này có giá thành khá là rẻ, hoặc là thuốc TSD mà thuốc duy nhất được sử dụng là bioglitazone. Thứ hai, nếu như bệnh nhân có nguy cơ cao hạ đường huyết quá mức thì chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn các thuốc mà không gây hạ đường huyết quá mức cho bệnh nhân. Như vậy mình sẽ loại ra hai thuốc gây hạ đường huyết quá mức, đó là insulin và sulfonylurea, còn tất cả các thuốc khác thì đều xài được. Rồi nếu như bệnh nhân cần ưu tiên giảm cân thì chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn thuốc ức chế SGLT2 hoặc là đồng vận GLP-1 vì hai thuốc này có khả năng giảm cân. Về việc sử dụng insulin thì insulin nên được cân nhắc cho bệnh nhân mà có cái bằng chứng của dị hóa, ví dụ như là bệnh nhân bị sụt cân nhiều chẳng hạn, hoặc là bệnh nhân có triệu chứng của tăng đường huyết, ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, gầy nhiều, hoặc mức HB1C cao quá, hoặc là đường huyết cao, thì lúc này mình nên cân nhắc sử dụng sớm insulin để đạt được cái hiệu quả như mong muốn.
ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 mà khi không đạt được HbA1c với các thuốc hạ đường huyết, đường uống, thì lúc này mình hãy nghĩ đến chuyện sử dụng đồng vận GLP-1 trước khi mà sử dụng insulin. Vì sao? Bởi vì có nhiều ưu điểm khi sử dụng đồng vận GLP-1 ha. Thứ nhất là kiểm soát đường huyết tốt nè, thứ hai là cải thiện được chức năng tế bào beta nè, thứ ba là hiệu quả giảm cân tốt nè, thứ tư đó là lợi ích trên tim mạch, vân vân. Thì có rất là nhiều lợi ích, do đó là người trước đây thì người ta khuyến cáo là khi mà không có kiểm soát được với thuốc hạ đường huyết đường uống thì người ta chuyển hẳn sang insulin. Tuy nhiên thì hiện nay thì mình nên cân nhắc sử dụng thuốc đồng vận GLP-1 trước. Tuy nhiên mình cũng phải nghĩ đến một vấn đề là thuốc đồng vận GLP-1 là một thuốc dùng đường tiêm, thứ hai là giá thành nó cũng khá là đắt. Do đó, không phải là bệnh nhân nào cũng có thể xài được. Rồi, khi mà lựa chọn một thuốc cho bệnh nhân thì ngoài những cái mà mình nói hồi nãy giờ thì mình sẽ xem thử là những cái yếu tố nào còn ảnh hưởng đến cái việc lựa chọn nữa. Thứ nhất là mình sẽ xem thử là hiệu quả giảm gluco huyết của thuốc đó như thế nào. Ví dụ như là metformin có hiệu lực hạ đường huyết cao, insulin hiệu lực hạ đường huyết cao chẳng hạn, hoặc là thuốc ức chế alpha glucosidase hiệu lực hạ đường huyết thấp chẳng hạn, thì mình nên cân nhắc đối với tình trạng mỗi bệnh nhân để mình lựa chọn. Thứ hai đó là mình xem thử là thuốc đó có nguy cơ hạ đường huyết quá mức như thế nào. Ví dụ như là sulfonylurea và insulin là hai thuốc có khả năng hạ đường huyết quá mức cao, ảnh hưởng đến cân nặng. Ví dụ như một số thuốc gây ra tăng cân như là insulin, sulfonylurea, bioglitazone thì mình sẽ tránh xài cho bệnh nhân đang thừa cân hoặc là béo phì. Rồi, ví dụ như là một số thuốc có lợi ích trên tim mạch, ví dụ như là đồng vận GLP-1 ức chế SGLT2 hoặc là metformin hoặc bioglitazone cũng có thể có lợi. Tuy nhiên, hiệu quả, xin lỗi, bằng chứng cao mà có lợi ích trên tim mạch thì mình có hai nhóm thuốc đầu mà mình kể. Rồi, ảnh hưởng lên suy tim, đặc biệt là suy tim phân suất tống máu giảm nhỏ hơn 45%, thì lúc này cái thuốc ức chế SGLT2 sẽ được ưu tiên hơn thuốc đồng vận GLP-1. Rồi, mình coi thử thuốc có ảnh hưởng lên thận hay không. Ví dụ như là thuốc ACEI ức chế SGLT2 là có tác dụng tốt trên thận. Rồi, mình xem xét như là một số đối tượng đặc biệt, ví dụ như bệnh nhân cao tuổi thì có cần hiệu chỉnh liều hay không, bệnh nhân suy thận, suy gan có cần hiệu chỉnh liều hay không thì mình cần phải xem xét. Rồi, về một cái điều mà rất quan trọng đó là giá thuốc và khả năng chi trả của bệnh nhân. Mọi thứ đều tốt nhưng giá quá đắt, bệnh nhân không thể nào chi trả nổi thì bệnh nhân cũng không thể nào tiếp cận được. Và yếu tố cân nhắc tiếp theo là phác đồ sử dụng dễ nhớ, dễ thực hiện và khả năng tuân thủ điều trị của người bệnh cao. Ví dụ các thuốc này cùng uống trong bữa ăn hoặc cùng uống ngay sau ăn chẳng hạn thì bệnh nhân sẽ dễ nhớ, dễ tuân thủ hơn. Còn có thuốc uống trước ăn này, có thuốc uống là trong ăn này, có thuốc uống sau ăn này thì rất khó và rất và làm cho bệnh nhân dễ bị quên thuốc, sót thuốc. Rồi, cái bảng này là một cái bảng tổng hợp so sánh đặc tính của các nhóm thuốc trong điều trị đái tháo đường mà ở phần trước thì cô cũng đã nói sơ qua rồi. Thì cái bảng này là cái bảng tổng hợp lại thôi ha. Thì mình cần lưu ý giùm cô nè. Mình nhìn vô đây thì mình sẽ thấy những cái giống nhau ha. Ví dụ như metformin, ức chế SGLT2, đồng vận GLP-1 đều có khả năng là giảm cân. Rồi, metformin ức chế SGLT2 đồng vận GLP-1 đều có thể có đều có lợi trên tim mạch. Rồi, thuốc TSD, sulfonylurea, insulin là ba thuốc gây tăng cân. Rồi, ba thuốc này trong đó sulfonylurea và insulin thì nguy cơ hạ đường huyết là cao. Và đó là con dao hai lưỡi thôi, vì hiệu lực hạ đường huyết của nó cũng rất là cao. Rồi về giá thành thì chỉ có metformin, TSD, sulfonylurea
thường là giá thành thấp thôi, hoặc là insulin human là giá thành thấp, còn hầu như các thuốc còn lại thì giá thành khá là cao. Do đó là đây là một cái vấn đề cần phải cân nhắc trên bệnh nhân. Về tác động trên thận thì mình nhìn thấy rằng đa phần các thuốc đều không có ảnh hưởng gì đến chức năng thận, làm xấu đến chức năng thận, thậm chí có thuốc là có lợi đến chức năng thận, ví dụ ức chế SGLT2 và đồng vận CB1. Còn ngoài ra còn một số cái cân nhắc khác thì ở đây hồi ở cái phần trước thì cô đã phân tích từng ý một ở đây rồi, thì cái bảng này là một cái bảng tổng hợp thì các anh chị có thể tham khảo thêm. Đây là so sánh về mức độ hạ đường huyết HbA1c của các nhóm thuốc, thì mình thấy rằng ở trong đây là nó không có sự xuất hiện của insulin, bởi vì cái hiệu lực hạ đường huyết của insulin nó phụ thuộc vào liều và hiệu lực của nó rất là cao, cho nên mình không có trình bày ở trong đây. Ở đây mình có thể thấy rằng là đối với thuốc ức chế alpha glucosida nó chỉ có thể hạ đường huyết sau ăn mà thôi, và cái hạ HbA1c của thuốc này cũng không có cao, do đó thuốc này thường nó ít xài. Rồi, thì đây là phần chính ha. Ở đây mình sẽ sử dụng cái phác đồ, mình sẽ hướng dẫn theo cái phác đồ điều trị đái tháo đường type 2 của Bộ Y tế ban hành vào ngày 30 tháng 12 năm 2020, và một cái hướng dẫn nữa của ADA 2021, nhưng mà nói chung hai phác đồ này thì cũng gần tương tự nhau thôi. Đầu tiên đó là đầu phát xin lỗi thuốc đầu tay luôn luôn là metformin và thay đổi lối sống, thì cái này mình đã nói hồi nãy rồi ha. Và thứ hai, nếu như mà bệnh nhân có nguy cơ cao bệnh mắc bệnh tim mạch do xơ vữa, bệnh thận mạng hoặc là bệnh suy tim, thì chúng ta sẽ cân nhắc xài những cái thuốc trong cái list này, và cái cân nhắc này thì nó độc lập với HbA1c ban đầu. Mục tiêu HbA1c được cá thể hóa, có nghĩa là với HbA1c bao nhiêu đi chăng nữa, mục tiêu bao nhiêu chăng nữa thì chúng ta vẫn xài thuốc trong cái khung này. Và xài thuốc cái khung này như thế nào ha? Nếu như bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch do xơ vữa chiếm ưu thế, có nghĩa là bệnh nhân này là có bệnh lý tim mạch do xơ vữa, ví dụ bệnh nhân này là từng bị đột quỵ, từng bị nhồi máu cơ tim, hoặc là bệnh nhân có nguy cơ cao bị bệnh lý tim mạch do xơ vữa, có nghĩa là bệnh nhân này lớn hơn 55 tuổi, cộng cho hẹp động mạch vành hay là động mạch cảnh, hoặc là động mạch chi dưới lớn hơn 50%, hoặc là phì đại thất trái, đó là những cái này gọi là có nguy cơ cao bị bệnh lý tim mạch do xơ vữa, thì lúc này mình sẽ ưu tiên sử dụng thuốc đồng vận GLP-1 vì thuốc này có lợi ích trên tim mạch, hoặc là ức chế SGLT2. Được chưa? Còn nếu như mà HbA1c cao hơn mục tiêu thì lúc này chúng ta lại tiếp tục cộng thêm, ví dụ ở bước này chúng ta cộng với ức chế SGLT2 thì bước tiếp theo chúng ta sẽ cộng thêm với đồng vận GLP-1 nữa thôi. Rồi, nếu như bệnh nhân bị suy tim hay là bệnh thận mạng chiếm ưu thế, đặc biệt là suy tim phân suất tổng máu thấp như 45%, thì hồi nãy mình nói rồi, bệnh nhân suy thận có cái mức lọc cầu thận từ 30 đến 60 ml trên phút trên 1.73 mét vuông á, thì chúng ta sẽ ưu tiên trước đó là ức chế SGLT2 vì nó có lợi ích trên giảm tiến triển của suy thận. Nếu như bệnh nhân không dung nạp hoặc chống chỉ định với ức chế SGLT2 thì lúc này chúng ta cũng có thể sử dụng thuốc đồng vận CB1, cũng có lợi ích được chứng minh. Do đó nếu mà suy tim bệnh thận mạng thì người ta sẽ ưu tiên ức chế SGLT2 hơn. Rồi, còn nếu như HbA1c bệnh nhân cao hơn mức mục tiêu thì chúng ta cũng cứ xem xét cộng thêm cái thuốc vô, và theo thứ tự là những cái lợi ích trên thận hoặc là trên tim trước trên bệnh nhân. Rồi, nếu như mà bệnh nhân không có nguy cơ cao bị bệnh lý tim mạch do xơ vữa, bệnh thận mạng hoặc là suy tim, thì khi mà khởi trị với metformin xong rồi mà HbA1c của bệnh nhân vẫn cao hơn mục tiêu được cá thể hóa. Tại sao gọi là cá thể hóa? Như ở phần trước thì cô đã nói HbA1c nên được xác định cụ thể trên mỗi bệnh nhân, chứ chúng ta không nên cao bằng cho tất cả mọi người đều HbA1c dưới 7%. Thì cái thuốc thứ hai
được cộng vô thì chúng ta sẽ cân nhắc dựa vào một số cái yếu tố sau. Thứ nhất, đó là nếu như bệnh nhân mà có nguy cơ hạ đường huyết quá mức thì chúng ta sẽ cộng những cái thuốc nào mà không ảnh hưởng lên cái đường huyết hoặc là ít có nguy cơ gây hạ đường huyết quá mức trên bệnh nhân. Thì mình phân tích ngay từ đầu thì có hai nhóm thuốc gây hạ đường huyết quá mức, đó là sulfonylurea và insulin. Như vậy thì trong cái khung màu cam này sẽ không xuất hiện hai thuốc đó. Như vậy là nói tóm lại, khi đầu tay điều trị bằng metformin mà HbA1c vẫn không đạt mức mục tiêu thì chúng ta sẽ cộng thêm thuốc thứ hai. Và nếu như bệnh nhân này có nguy cơ hạ đường huyết quá mức cao thì chúng ta có thể cân nhắc cộng một trong bốn nhóm thuốc này. Ví dụ nếu chúng ta cộng thêm ức chế thuốc ức chế DPP4 hoặc là cộng metformin với đồng vận CB1, hoặc là metformin với ức chế SGLT2, hoặc là metformin với thiazolidinone. Ví dụ nếu như là bước 2 chúng ta cộng thuốc ức chế DDP4 thì nếu như mà cộng hai thuốc như vậy rồi mà HbA1c vẫn cao hơn mức mục tiêu thì lúc này chúng ta sẽ cộng thêm thuốc ức chế SGLT2 hoặc là TGD, chứ chúng ta không cộng thêm cái đồng vận CB1 nha. Tại vì ức chế DPP4 thì luôn luôn chống chỉ định với CB1, tăng nguy cơ gây đau viêm tụy cấp. Tương tự với các thuốc còn lại ha. Rồi, nếu như mà bệnh nhân này cần ưu tiên giảm cân, tại vì bệnh nhân này bị béo phì chẳng hạn, thì lúc này chúng ta sẽ ưu tiên những thuốc nào mà có hiệu lực giảm cân tốt trên bệnh nhân. Thì ví dụ ha, có là đồng vận GLP-1 hoặc là ức chế SGLT2. Ví dụ bước 1 cộng metformin, HbA1c không đạt mục tiêu. Bước 2 cộng thêm đồng vận GLP-1. Bước 3 khi mà không đạt mục tiêu thì sẽ cộng thêm ức chế SGLT2. Rồi, tiếp theo nếu như mà chi phí là vấn đề chính, bệnh nhân không đủ khả năng chi trả thì chúng ta sẽ cộng thêm sulfonylurea hoặc là TZD tùy. Rồi, khi mà chúng ta cộng hết rồi nhưng mà HbA1c vẫn không đạt được mục tiêu thì chúng ta nên cân nhắc sử dụng insulin, và insulin có chi phí thấp ha, chi phí rẻ thì thường là insulin human. Đây thì hướng dẫn của Bộ Y tế thì về cái vấn đề là sử dụng insulin ha. Thì mình bắt đầu sử dụng insulin thì mình sẽ bắt đầu với insulin nền hoặc là insulin trộn hỗn hợp. Insulin nền thì mình sẽ dùng insulin có tác dụng trung bình hoặc là kéo dài á. Còn insulin trộn thì mình sẽ trộn theo tỷ lệ 30 70 hay là 25 75 gì vân vân. Thì thông thường liều insulin mà nền khởi đầu chúng ta sẽ xài 10 đơn vị một ngày. Còn insulin trộn thì nếu như mà mình dùng ngày một lần thì chúng ta sẽ dùng 12 đơn vị vào buổi tối, còn dùng hai lần thì mình sẽ xài 6 đơn vị sáng và 6 đơn vị tối. Khi mà mình dùng insulin nền xong rồi nhưng bệnh nhân vẫn không đạt được HbA1c mục tiêu thì chúng ta sẽ cân nhắc theo một trong ba phương án sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ thêm một mũi insulin tác dụng nhanh trước bữa ăn lớn nhất trong ngày. Có nghĩa là bữa nào mình ăn nhiều carbohydrate nhất, ví dụ như là buổi tối chẳng hạn mình ăn nhiều cơm nhất, thì lúc này mình sẽ chích insulin tác dụng nhanh trước bữa ăn tối và thường bắt đầu bằng 4 đơn vị. Rồi, cái lựa chọn thứ hai là mình có thể phối hợp thêm đồng vận thụ thể GLP-1. Tuy nhiên, mình lưu ý rằng đây là một liệu pháp mà cái chi phí hơi cao, do đó mình cũng phải lưu ý khi sử dụng trên bệnh nhân. Rồi, cái trường hợp thứ ba là chúng ta sẽ lựa chọn điều trị insulin trộn, insulin hỗn hợp hai lần một ngày trước bữa ăn sáng và trước bữa ăn tối luôn. Rồi, thì đối với phương án thứ nhất, chúng ta đã tiêm insulin một mũi tác dụng nhanh trước mỗi bữa ăn rồi, nhưng mà HbA1c vẫn cao hơn mức mục tiêu thì lúc này chúng ta sẽ thêm cái mũi insulin tác dụng nhanh trước bữa ăn
thứ hai, trước bữa ăn thứ ba chẳng hạn, thì mình sẽ tăng dần dần lên. Còn nếu như bệnh nhân đã phối hợp đồng vận GLP-1 rồi mà HbA1c vẫn cao hơn mức mục tiêu, thì lúc này chúng ta có thể cân nhắc là xài insulin tác dụng nhanh trước mỗi bữa ăn, hoặc là điều trị với insulin trộn. Còn phương án thứ ba là đã điều trị insulin trộn hỗn hợp 2 lần một ngày rồi nhưng HbA1c vẫn không đạt được mục tiêu, thì lúc này chúng ta sẽ chuyển sang insulin trộn 3 lần một ngày trước bữa ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Rồi, còn đây là phác đồ điều trị đái tháo đường tiếp 2 theo ADA 2021, tương tự như phác đồ hướng dẫn điều trị đái tháo đường tiếp 2 của Bộ Y tế 2020 ha. Thì đầu tay vẫn là metformin thay đổi lối sống toàn diện. Còn nếu như bệnh nhân có nguy cơ cao hoặc là đã có bệnh lý tim mạch do xơ vữa, bệnh thận mạng hoặc là suy tim, thì chúng ta sẽ cân nhắc sử dụng thêm thuốc trong cái ô này, và nó độc lập với HbA1c ban đầu là bao nhiêu, hay là mục tiêu là bao nhiêu, hoặc việc sử dụng metformin hay không, thì chúng ta sử dụng cái thuốc ở trong cái ô này. Ví dụ bệnh nhân có bệnh lý tim mạch do xơ vữa hoặc là có nguy cơ cao bệnh lý tim mạch do xơ vữa như hồi nãy mình trình bày rồi, thì mình có cân nhắc một trong hai thuốc là đồng vận CB1 hoặc ức chế SGLT2. Còn nếu như bệnh nhân bị suy tim thì thuốc ức chế SGLT2 sẽ được ưu tiên. Còn nếu như bệnh nhân bị suy thận mạng thì mình sẽ ưu tiên thuốc ức chế SGLT2 đối với bệnh nhân có bệnh thận đái tháo đường và albumin niệu. Rồi, nếu như bệnh nhân mà không có bệnh lý tim mạch do xơ vữa, bệnh thận mạng hoặc suy tim, thì chúng ta sẽ cân nhắc phối hợp thêm thuốc thứ hai khi HbA1c ở trên mức mục tiêu. Còn nếu như khi sử dụng metformin rồi mà HbA1c đạt ở mức mục tiêu thì chúng ta vẫn duy trì với metformin mà thôi. Còn nếu như mà sau khi mà dùng xong với metformin ở cái liều tối đa rồi nhưng HbA1c vẫn không đạt được mục tiêu và bệnh nhân không có bị bệnh lý tim mạch do xơ vữa hoặc nguy cơ cao bị bệnh lý tim mạch do xơ vữa, thì lúc này chúng ta sẽ phối hợp thêm thuốc thứ hai, và cũng tương tự như hồi nãy, chúng ta sẽ cân nhắc coi thử là bệnh nhân này cần hạn chế hạ đường huyết hay không, hay là bệnh nhân này cần hạn chế tăng cân hoặc là ưu tiên giảm cân hay không, hay là bệnh nhân có vấn đề chi phí là chính. Rồi, về hướng dẫn trị liệu đường tim thì cũng tương tự như hướng dẫn của Bộ Y tế, thì ở đây người ta sẽ hướng dẫn là khi mà cần dùng liệu pháp đường tim á, thì người ta sẽ cân nhắc sử dụng đồng vận GLP-1 trên bệnh nhân trước khi xài insulin. Còn khi mà đã xài đồng vận GLP-1 rồi mà HbA1c vẫn cao hơn mức mục tiêu thì lúc này người ta sẽ cân nhắc thêm insulin nền. Và khi mà thêm insulin nền rồi mà cái HbA1c vẫn không đạt được ở mức mục tiêu thì chúng ta sẽ cân nhắc là gì? Thêm insulin trước mỗi bữa ăn, hay là thêm insulin NBH trước khi đi ngủ, hoặc là cân nhắc sử dụng đồng vận CB1 nếu chưa dùng thuốc này ở những cái bước trên. Rồi, nếu như HbA1c lại tiếp tục cao hơn ở mức mục tiêu thì chúng ta sẽ cân nhắc phác đồ insulin riêng lẻ. Chúng ta sẽ tăng cường cái mũi insulin trước mỗi bữa ăn chẳng hạn, hoặc là cân nhắc chuyển sang phác đồ insulin trộn sẵn. Rồi, về việc kiểm tra cái hiệu quả điều trị khi dùng insulin thì cái đường huyết đói lúc buổi sáng sẽ phản ánh hiệu quả của insulin nền. Do đó mình sẽ đo đường huyết đói vào lúc buổi sáng khi mình sử dụng insulin á, thì mình coi thử là có nằm ở mức mục tiêu hay không, thì để thấy rằng là cái insulin nền mình xài có hiệu quả hay không. Và sau khi ăn thì mình sẽ đo đường huyết lại một lần nữa, thì lúc đó nó sẽ phản ánh hiệu quả của insulin mình dùng trước khi ăn. Rồi mình sẽ đánh giá hiệu quả điều trị đái tháo đường như thế nào, thì mình sẽ đánh giá dựa vào cái HbA1c và đường huyết đói chẳng hạn. Tuy nhiên cái HbA1c là một chỉ số cho phép đánh giá cái hiệu quả điều trị đái tháo đường trong một cái khoảng thời gian,
ha. Như vậy thì trong một khoảng thời gian mình xem thử là có ổn định hay không á. Thì nếu như là mình làm mà 2 lần trong 1 năm, có nghĩa là có 6 tháng một lần, thì mình làm trên những đối tượng bệnh nhân mà đáp ứng với cái mục tiêu điều trị. Còn nếu như mà bệnh nhân mà thay đổi phương pháp, là liệu pháp điều trị, phác đồ điều trị, hoặc là bệnh nhân không đáp ứng được mục tiêu về glucose huyết, thì chúng ta sẽ làm mỗi 3 tháng một lần.